Sai đi vào kia chơi nhá. Đi kia. Đi kia chơi nhá. Đâu 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 đâu. Mama đã rửa tay đi. Em rửa tay đi. Đâu đây. Chỉ duôn à. Y lu o tu. À, đây. À. Ở đâu y tu o lu chứ. Nè. Nè. Mọi người ăn không ăn nó chảy mất. Xin kính chào tất cả quý cô bác cùng tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Kính chúc tất cả mọi người có buổi xem video vui vẻ, hạnh phúc và gặp thật nhiều điều may mắn. Hiện tại thì bà con thời chiều cũng đã dùng bữa trưa xong và đã nghỉ trưa xong rồi mọi người. Thì bây giờ bà con đã tiếp tục lên máy để chúng ta đổ những mét bê tông tiếp theo nha mọi người. Thì ở phía đằng sau em Tuyên đây này, như mọi người biết là sáng ngày hôm nay bà con đã đi sửa đường ống nước này, sửa đường ống nước này xong rồi. Và bây giờ rất là khó mọi người ạ. Bây giờ chúng ta mà lấy cái van ấy mà bịt cái này vào thì cái đường ống dây kia nó sẽ bị tụt ra. Mà mặc dù bảo chúng ta đã có dây chun buộc rồi vì nó áp lực đang hút đấy mọi người. Đấy thì bà con bảo thế. Đấy. Nên là bà con đã khóa van vào rồi nhưng lại bị bục nước, bục dây nên là phải đi kiểm tra dây rất là mệt. Đấy. Nên bây giờ là chú Sử đã mang bạt ở này. Chú Sử là mang bạt ở kia là chuẩn bị dựng một cái bể bạt ở đấy luôn. Đó. Và nước lúc nãy chúng ta đang tưới này này, đúng không? Tưới cái bê tông này cho nó tốt này. Đường đợt này thì nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Rất là chắc. Đây đang gỡ này ra này. Tàu đấy chú Sử nhỉ. Ok đấy. Đẹp đấy. Nhẹ nuôi nhỉ. Bên trên kia đã bắt đầu là khởi động máy rồi. Bây giờ là buổi chiều ngày nay thì vẫn ai là công việc đó. Xá với thầy là vẫn là đi đổ, đi chở xi măng này. Và những ai đổ bê tông hay là những ai làm công việc gì đó thì vào guồng rồi mọi người ạ. Đấy cứ thế mà làm thôi. Xong rồi. À đây. Em bảo luôn là dựng luôn cái bể ở đây nhá. Tích nước lên luôn. Cho nó ok luôn. Không không làm ở trên kia đâu. Làm ở trên kia nước nó không về tới ấy. Nó làm một cái bể xong này nó đi ở trên kia làm một cái bể của nó đứng vào. Ờ đây đây. Đây cái bể trên kia nhá đúng không? Anh bảo anh biết rồi. Có nghĩa là lấy xi măng cát lên kia làm nhưng mà như hôm trước chú Sử bảo là bên thương nào qua họ nói có sợ không họ xây xong họ phá thì sao? Không. Nó xây cái bờ lên gì? Đấy thì hôm đấy là chú Sử có bảo là xây xong sợ thôn mèo qua nó phá ra vì đất của họ. Không. Cái không qua kem á nó mùng và đổ một tí của nó nước không chảy. Ok đó gì? Được gì? Chứ không lúc xây bảo xây xong mà thôn mèo qua phá đi là hỏng đấy. Thì phá xây thì cho nó uống bình thường à. Có nghĩa là cho họ dùng nữa gì đúng không? Có cho. Nhưng mà từ từ xây nhá, phải có một cái đường ống nước. Có mà. Thoát ra nhá. Bảo lấy một tí xi một tí cám mà. Xi cát xây lên cao cho anh như này. Đây ạ. Không. Có nghĩa là bây giờ hiện tại mình xây cái bờ kia là xây ở bên ngoài nhá. Bờ xây khô xong ngày mai kia xây xong thì mới bỏ cái kia ra. Thì nên mới chắc được chứ. Bây giờ mà xây xong bỏ nước ra là nó ngấm là hỏng luôn đấy. Có nghĩa nha, cái bờ của mình đang xây ở đây rồi đúng không? Cái bờ hôm qua mình đang xây đây rồi. Thì bây giờ mình xây ở ngoài này đó. Đúng không? Xong rồi ngày mai chỗ này khô ấy. Có nghĩa là mình xây ở bên ngoài. Bây giờ ngoài khô rồi, ngày mai ở kia khô rồi thì bắt đầu mình mới bỏ cái đất đi. Chứ bây giờ mình xây luôn là hỏng đấy. Này, nhưng mà em bảo nhá, đặt cái ống nước, cắt một ống nước đi. Được chưa? Nếu mùa mà để mai kia là mua van về nối vào. Ok. Ok luôn. Ok. Thôi bắt đầu là chúng ta ô công rồi nhỉ. Đấy mọi người ạ, đấy thì công việc nó vẫn như thế thôi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đổ những mét bê tông tiếp theo nhá. Con đường ước mơ, con đường huyền thoại của bà con thời chia. Em xin mời tất cả mọi người.
这里说你好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 你Anh anh bói, anh bảo trộn bê tông cho thêm ít nước nữa, hơi khô. À, một cái lên ít thôi, lên tàu mình chỉ này. Lên tàu mình chỉ có ít mình có. Ờ, một cái, có lại ít, còn có lên tàu mình. Một thua mình chỉ nè. Thua vào thì nước nè. Ờ. Thua vào thì nước nè, thua này, nhưng mà. Thế à, tàu chúng mình câu đi. Thế à. Nhưng mà cho có đã cho nên ít có lên tàu mình nè. Rất là khẩn trương luôn mọi người ạ. Đấy. Tranh thủ đang có nước, khẩn cực kỳ khẩn trương. Đằng bên này là chú Sử đang lên kia đây. Chú Sử là lên núi à? Xi măng hết rồi đúng không? Tâu ấy. À, bên này là chú Sử và em Nu đang buộc những cái này gùi lên kia để xây cái bể nha mọi người nhá. Đã hỏi qua bên thôn Mèo Qua rồi. Không hỏi không được. Phải hỏi. Đây là chị May nhé mọi người nhá. Hôm nay là cái áo chống nắng các cô chú cho là hôm nay kín mít này.
cái tua chỉ ta thắt nó rồi. Dạ dạ. Ôi bà con làm đây đã được là gần nửa năm rồi anh nhỉ. Không phải đơn giản thế này đâu. Thành quả như này nó lâu lắm rồi. Ở chỗ này hết đường rồi, đây chú có kem rồi đúng không? Ừ. Thì bây giờ thôi bà, xong rồi bà con ăn kem nhỉ anh nhỉ? Dạ. Ăn kem nhỉ? Ăn. Có cả nước nước đường rồi nhưng mà thôi lên trời nắng này bà con làm cái kem cho nó mát. Cái kem này đúng ngày xưa mình nghe cái tiếng còi này mình thích lắm. Luôn bảo ai thầy giáo xuống bảo anh Tiên mua mua kem mà khốn hết đi. Chết dở này. Khốn anh Tiên rồi. Lại bảo anh Tiên mua kem này chết dở. Chết rồi. Đi cái đấy chạy giống luôn. Chỗ này mấy năm trước chú hay xuống trước mà. Vâng, nhưng mà ngày xưa là không thể xuống được. Năm ngoái năm kia chú hay xuống đấy, máy chạy nhau. Ơ, thế là mất công đi rồi. Đây à, chú lấy cho cháu là mỗi người 2 que. Đây rồi tầm 50 que. Thú thực với mọi người là mỗi ngày bà con là đều là có nước đường chanh nhá. Nước đường chanh là có nhá mọi người nhá. Nắng nắng này thì có hôm nay là chú ấy vào bán kem thì cùng bà con ăn luôn. Nó mát, nước đường chanh ở trong hai cái bình đá của mình đó. Một ngày cứ phải 4 bình, sáng 2 bình, chiều 2 bình. Nắng này làm việc nó vất vả ấy. Bây giờ còn đỡ mấy hôm nữa ở chết. Đúng là cái này là tuổi thơ dữ dội về đây. Các em gái kìa, mấy thứ mình xài này, nhìn. Bố vừa về à? Dạ, dạ. Bố về à? Dạ, vâng, vâng, chắc nhà cháu về có việc. Thế tưởng cả cháu về. Không, cháu không về được rồi. Vừa rồi vừa mới nghỉ rồi, về bà, bây giờ đang cùng bà con làm việc, không thể về được. Thế là chính tỏ đội này rất là đều nhá. Đấy, bảo là chú cứ xuống đi, cứ xui thầy giáo xuống đây để bán kem cho anh Tuyên mọi người ạ. Đều thật bà con ấy. Một túi đấy chắc không đủ đâu đúng không? Không đủ 50 cái đâu, phải 2 túi đúng không? Này, túi 2, bao nhiêu? 25 cái. Vâng. Nó bảo là xuống đi được mà đường ngon rồi mà để mà lừa cả mình mất công đi. Đường này đẹp rồi, xuống lên đây là đẹp quá rồi còn gì nữa. Ừ, nhưng mà bảo là hôm nay họ có làm bê tông nó bảo vẫn đi được mà. Nó lừa mình. Năm. Đang vội này. 8. 10. Trong kia thế nào? Trong kia có các em nhỏ 50 que đủ rồi đấy. Mỗi đủ đủ thoải mái à. Thì nữa còn cho cháu xin một cái túi để thì nữa còn cho đội ở bốc xi nữa cơ. Túi thì thiếu gì. Thế thì 50 cái thì lấy 60 cái đi được, cho mỗi người 2 cái cho ăn cho nó thoải mái. Hay cháu hai cả 30 vâng, 55 vâng. Đây là 55 đúng không? 60. Vâng vâng. Có tiền mấy cái. Dạ vâng, thế bà con xin chú. Mọi người ạ. Này. Vâng, chú xin. Chú xin cái túi để mang lên. Trên kia còn một đội đang bốc xi ở trên nữa đó. Ừ, thấy mấy thằng đấy hỏi vào đi được, nó vào đi được. Này, đấy đang đi mà. Đây chú. Chủ yếu là xuống cái xóm dưới này. Xóm dưới này hết người rồi, bây giờ bà con lên đây hết rồi. Dạ đấy. Bà con làm đường là bà con lên đây hết rồi. À, thề xui chú đấy xuống đây phải không? Đúng rồi. À, thầy đều nhá. Thế mới được ăn kem nhỉ. Vâng, cho cháu gửi tiền mới. Đây, vâng vâng. Đợi anh một xíu.
Giá bao nhiêu chú nhỉ? Tay lái không phải đơn giản đâu chú ạ. Đây chú ơi. Đi vào kia nhá. Nhá. Kia tay. Đâu rồi? Mít sai này. Đâu rồi? Rồi. Đi 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 vào kia nhá. Đây đây của em đây. Của em đây, của em đây. Của em đây. Ôi giời ơi, vào đây trông em gái này này. Xin chú chưa nhỉ? Đi học rồi biết xin chú chứ nhỉ? Đúng rồi, đấy, đi học rồi, còn mấy em này chưa đi học thì mình thông cảm với các em nó còn chưa biết nói cơ. Đâu rồi nhỉ, như nào nhỉ? Xin chú, đúng rồi. Đâu rồi em nhỉ? Xin chú, đúng rồi, thôi đi vào kia chơi nhá. Đi vào lán chơi, nhá, nhá, nhá. Đâu rồi, chị cái ơi. Nè, o lu nhá. Y tù o lu. Đấy, mọi người ăn thoải mái. Đâu đâu, xin mời nào. À đây còn cho Mitu này. Misai này. Misai đi vào kia chơi nhá. Đi kia chơi nhá. Đâu. Mama đã rửa tay đi. Em rửa tay đi. Đâu đây. Chỉ duôn à. Y lu o tu. Đây. À đâu, y tu o lu chứ. Nè. Nè. Mọi người ăn không ăn nó chảy mất. Cha. Đây. Chị May này. Em. Em lên ớt tù này. Em. Ớt tù xí à. Ăn này cho đỡ mệt. Vác nước nhiều, bé bé này vác nước khỏe lắm này mọi người này. Meme cua đúng không? Meme cua. Anh Lúa rửa tay kìa. Rửa tay đi, ăn kem. Rút tè. Em ơi. Vật lý ạ. Không. Hai cái đựng nước kia nó để đá hết rồi, để nước hết rồi nên không cho đấy được. Đấy, này. Hai cái ăn cho nó mát để đi làm việc. Ô tù là. Vâng. Ô lu. Y lu ô tù. À, đúng nhỉ? Một người hai cái. Này, cứ ăn cho nó mát. Đây vẫn còn mà. Vẫn còn đây cho chú Sử này, với Nu này. Đây, à, bây giờ xin mời em ăn thử cái kem tuổi thơ. Đây. Tuổi thơ dữ dội đấy. Thật thật đấy mọi người, ăn kem này mát lắm. Em Tuyên thử ăn. Ăn ngày xưa thích ăn cái kem này cực luôn. Ngày xưa là cứ bấm còi là ăn rồi. Thơm ngon lắm mọi người. Vẫn còn. Thôi. Mít xài nhá. Đây. Đây em lấy cái khác. Đủ không mọi người ạ? Xin em tôi xin mời tất cả quý cô bác anh chị cùng thưởng thức cái kem nhé. Giữa rừng để chia nóng nắng nóng này mà có cái kem thì rất là mát. Vâng mọi người ạ, thì sau những cái giờ nghỉ giải lao, chúng ta có những cái que kem đấy, để cho bà con mát, thêm phần mát đó, để chúng ta tiếp tục cái công việc rồi. Vữa về bà con đảo đều tay rất là đẹp.
chỗ này cái ván nó bị mỏng nên nó hơi cong, nó hơi phình ra. Thì không sao cả, 1m6 cũng được, nó to to đi càng dễ hơn. Vâng. Vâng. Chiều ngày làm việc quá là nhanh luôn. Đó, có thật với mọi người như vậy. Đấy, mọi người xem những cái mét bê tông giải dài ra rồi. Hai bác thợ cả vừa đảm nhiệm cái việc là giải đá ra kê khuôn. Đó. Mà cái bê tông này thì đợt này nó là một cái bột nó nhỏ xíu, nên là làm nó cũng nhanh. Đó. Nên là đấy, bây giờ máy đang tắt, hình như là hết nước hay sao á. Tốc độ nhiều quá, nhanh quá, nhanh hết nước rồi. Vâng. Chúng ta làm việc quá là năng suất luôn, nước nó không kịp luôn đấy. Vì nước chúng ta là vừa mới phải tưới này. Vâng. Tưới nước này xong rồi còn ấy nữa cơ mọi người ạ. Không phải là ít đâu. Tưới nước đầy đủ xong rồi đổ bê tông nữa. Nó rất là nhiều nước. Đây cái thành quả đây mọi người. Riêng buổi chiều ngày hôm nay đây mọi người. Cứ xách từng xô từng can lên. Đó. Nguyên buổi chiều ngày hôm nay đấy. Làm trong tả ly chứ không làm ra ngoài. Tả ly dương chứ không làm tỉ ly âm. Ah,
Cái cây bé kia đấy chính là cây làm mốc là 1,5 mét đấy mọi người. Anh Phình là con trai là bên kia là cứ ưu tiên là xúc đầy đấy. Đấy, đấy là mình mọi người thấy đấy là cái tinh thần làm việc nó quá đẩy lên cao luôn. Như anh nói là càng đầy càng tốt và làm việc như thế nó mới càng nhanh. Nó thể hiện được cái sự quyết tâm bà con mong mỏi từng ngày để cho cái con đường nó hoàn thiện sớm nhất nhé mọi người nhé. Phía bên trên này thì vẫn là những hai con chiến mã của mình với hai tay lái cừ khôi, tay đua F1 của thôn Đề Chia. Em chưa nói vui vậy thôi, đây là em xá với em thề đấy mọi người. Sắp hết xi chưa em? Còn 19 bao. 19 bao, khá nhiều rồi nhỉ. Hết không? Mỗi chuyến là 4 bao đúng không? 420 mà. Đấy, bà con hôm nay làm đổ bê tông cũng nhanh lắm. Cũng nước cũng hết liên tục luôn ấy. Thì cứ mỗi lần nó thực ra là mỗi lần người ta là lấy 100 bao để cho xe nó đủ chở ấy. Họ cũng muốn thế, vì chở ít quá là không bó. Và đường họ khó nữa cơ. Đường khó đi ấy, họ chở ít quá nó cũng khó đi, họ muốn chuyến một vòng một chuyến luôn ấy. Dốc một tí, đùa dốc quá. Với lại như thế thì lấy đều đều được, mình làm như thế cho xi măng nó đều. Ký tài chế vào một cú. Khối cát của mình này, đấy, cũng to như thế mà cũng hết rồi đấy. Bà con làm nhanh lắm ạ. Bây giờ nhìn cái đoạn đường nhìn đẹp. Anh bó, anh bó. Sao chú Sử với Nu đằng kia bảo là có kem ở kia là ăn kem nhá, không đi làm về mệt đấy. Ở chỗ xe máy ấy. Ăn kem đi không mệt lắm, đi leo núi về mệt. Toát hết mồ hôi kìa. Đi leo núi ở đấy còn bao nhiêu kem thì ăn đây. Đây là bên tiểu đội đang đợi nước này. Vợ Phú là nằm ngủ đây. Nước là tà rồi à, chú Sử? Tà rồi à? Tà rồi. Ôi trời. Cái nguồn nước nó tà đấy chú Sử non. Thế vừa đi xây về chứ. Hết sạch nước, cái nguồn nước nó bé bé, nó không phải ra liên tục. Ngóng nước như ngóng mẹ về đấy mọi người này. Lại tà rồi. Mẹ. Th-
Thời tiết nó đang cuối chiều rồi, nó rất là mát. Đúng rồi, tiếc của không có nước. Đấy mọi người xem này, nó cứ về lật giật. Lúc có lúc không. Chú Sử với Nu vừa đi mua đi xây ở trên kia về rồi đấy. Bạt dựng ra để làm cái bể như chưa kịp dựng thì nước đã hết rồi. Nước lấy liên tục. Bà con thì đang ngồi cười đùa nô đùa với nhau rất là vui. À, vâng mọi người ạ, thế là nước bây giờ hiện tại chú Sử bảo là hết rồi, không về được nữa rồi, không đợi được nữa rồi mọi người. Thế thì như mọi người đã thấy thì bà con trong thôn Đề Chia nó rất là linh động cho công việc. Nước hết là chúng ta bây giờ di chuyển lên rồi. Đấy, bà con di chuyển lên bên trên là đi sát bột đá. Vì giống như ngày hôm qua thôi, thời gian nó vẫn còn là sớm. Đó, những cái tiếng máy nổ ở trên kia đã nghe rồi mọi người đó. Sớm thì nói chung là không phải sớm, bây giờ cũng là 4:30 rồi. Đó, đây mọi người xem, không phải em Tuyên nói dối nhá. Bây giờ chú Sử là xuống dựng cái bể đây. Đây. Đấy, còn tiểu đội ở trên kia là đi sát bột đá, tiếp tục công việc. Thì mọi người cùng nhìn lại những cái thành quả của bà con ngày hôm nay đây. Hôm nay là anh Vừa và anh Pó là đội trưởng thợ xây. Làm rất là nhanh, xây xây đấy. Xây là nhanh nhanh ấy, mọi người. Nó cái thành quả chúng ta nhìn cái tuyến đường này rất là đẹp. Này. Tôi sẽ đứng ở bên trên này nhé. Đó. Không mà tránh đã lỡ. Không là mấy tiền là có đó. Cho xe tả nào.
mỗi người một công việc, mọi người đó, chia ra. Ta làm cái bể me me. Bể này me me cua. Chị may nhỉ. Bé nhưng mà có nước đấy. Không thì không không có đâu ấy. Bây giờ Tú là không có là mua được cô. Không có mua lại không, không có nữa đấy. À đúng rồi, bà Liên này, bà Liên biết nói tiếng phổ thông nhá. Không có mưa là hồ nước nhá, đúng rồi đấy. Không thể mua là không có nữa. Đang đào xuống cho nó sâu thêm đây. Vâng đây mọi người ơi, thì như mọi người thấy thì đã dựng xong cái bể này. Cái bể này dựng nó khá là sâu đấy. Và con bảo dựng sâu thì nó mới được nhiều nước. Đó đó. Hôm nay làm việc rất là cần lực luôn. Ở phía bên trên kia thì bà con cũng đã dần dần di chuyển xuống rồi. Đó, đã sát bột đá di chuyển xuống rồi. Bà con như kiểu chị May đây là rất là mong mưa đây này. Chị May nó vừa nói với em Tuyên là không mưa là ngô póc cừ chết hết à. Đây bà con đang rất là mong mưa to. Không những là để có nước để làm đường mà còn có nước để cho ngô bón phân các thứ để nó lên cơ. Chị May bảo với po cừ chết chết là không có ngô ăn rồi đấy. Khó khăn. Đó, chị nói gì? Năm nay anh có anh hỗ trợ cho thì. Ơi ôi. Không có cái mà ăn. Ơi ôi, cái này là cái này là của các cô các chú thôi chứ. Các chú cho ăn mà. Thế thì cũng rất là may mắn các cô các chú mỗi lần lên có quà, có gạo ăn đấy chứ không thì không ấy được mọi người ạ. Đó. Đây bể nước này. Đúng là hôm năm nay nó nắng nhiều quá. Bà con ngô có chỗ cây thì nó mọc đến qua đầu gối, có chỗ thì bắt đầu mới mọc thôi. Vì do là bà con làm nó không được đều nhau. Lúc không mưa thì bà con nghỉ đấy, lúc mưa thì bà con mới làm đấy. Đấy. Trên kia bà con đã di chuyển về rồi. Đây là những cái thành quả của bà con mọi người nhé. Rất nhanh. Hiện tại ở bên trên kia thì còn một hai như xá với thề là đang cố gắng nốt cái chuyến xi măng nữa mọi người ạ. Đó. Chuyển về rồi. Thì cũng khá là muộn rồi ấy. Có lẽ là em Tuyên xin được phép tạm dừng video ở đây. Mọi người thấy video của em Tuyên hay ý nghĩa thì hãy cho em Tuyên xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để cùng theo dõi những quá trình hoàn thiện con đường huyền thoại của bà con từ chia cho mọi người nhé. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn lại mọi người. Xin hẹn tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Em Tuyên xin chào tất cả mọi người.